Báo cáo bác là với đôi loa Watford ở 9.5 thì em đã có một cái clip giới thiệu cho bác ở phía ngoài rồi. Cái clip giới thiệu cho bác ở ngoài ngoài sân rồi. Ngoài sân rồi. Để cho các bác thoải mái hơn nữa thì em sẽ thông báo về cái kích thước luôn cho bác nhé. Đôi loa này thì đây quay trước cho bác này. Tất cả mặt trước của nó đều ê căng đều đầy đủ nhé. Màng này. Cái van hay carbon mỗi người gọi kiểu được được chưa, hai cầu đánh bi quay luôn, đẹp thì nói là như mới luôn ạ. Như mới luôn, phát phát được đến từ đất nước Anh Quốc, mức giá 7,9 triệu đây ạ. Godfather 9.5 150W một loa, vậy là một đôi này có công suất 300W, trở kháng 6 ohm, hàng Anh Quốc England. Em vẫn đang đánh với lại con âm ly đèn đây, một mình một con âm ly đèn đánh đặt loa dưới đất luôn. Và các bác ở đây thì các bác cũng đang cần cái bản test thì clip này em Tuấn sẽ test một cái dòng nhạc cái thời 89X cho bác nhé, thời 89X cho bác luôn, thời 78X chứ. Một số cái dòng nhạc em đã test nhạc mềm mại rồi thì nhạc mạnh em sẽ test cho bác luôn này. Em báo kích thước cho bác nhé, kích thước chiều sâu của con này là 30, chiều sâu 30 cái căng, chiều sâu 30 cái căng, chiều cao là 92, chiều cao 92, chiều ngang điểm dày nhất là 23, gần 23. Sau đây mời các bác đến với cái bản test em mà Tuấn sẽ mời các bác đến với lại một dòng nhạc những cái tuổi 7X và 8X.
Nhạc gì hiện nó cũng nhiều vậy. Với mức giá 7 triệu 9 các bác cứ tham khảo thoải mái. Làm gì có đôi loa được như đôi này. Đẹp ra, chất ra, chất âm nhạc gì cũng chơi. 7 triệu 9 các bác nhé.